trên thì đang đi đọc, dưới thì đang đậy mũ làm bông. Xin mời các con chúng ta cùng tham quan vườn. Cái vườn này hiện tại là đang đậy mũ được một tuần lễ. Thì vô cái tháng này là những tháng mùa nghịch, cái đọt nó ra rất là nhiều và rất là gộ. Nó có những vườn là các con biết là đi đọt còn hơn nữa, các con phun kéo đọt nữa. Và đặc biệt năm nay là có những vườn là phun bắt lo rồi nhưng mà vẫn đi đọt. Thì hiện tại Tâm đang tư vấn cũng như là cái giải pháp để quý bà con chúng ta thực hiện áp dụng trên cái vườn của mình khi mà cái vườn của bà con mà chúng ta đang đi đọt. Rồi từ đó em sẽ chia sẻ vô thực tế các vấn đề mà nó đi đọt, tại sao nó đi đọt, rồi các cái cách khắc phục như thế nào, rồi để đảm bảo làm sao là cho cây nó ra bông chặn đọt lại được mà cây không bị suy cây, không bị mất sức cây. Thì một số vườn quý bà con mà chúng ta rất là ngại hoặc là rất là lo lắng khi mà cái vườn sầu riêng của quý bà con chúng ta làm bông mà chúng ta đi đọt, mà đặc biệt nữa là đi đọt lúc này khả năng gọi là ra bông thấp hoặc là ra bông gió, và trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai là đi đọt mà giai đoạn số nhị là nó căng lắm rồi con, nó sẽ rụng bông rồi chúng ta chặn đọt, rồi nó làm cho cái đọt nó rụng lá, rồi cháy lá, rồi cháy rễ. Rồi thêm một phần nữa là nó có một số vườn chặn nặng quá, nó thành cái cùi luôn, và cái hậu quả rất là nghiêm trọng, đó là sau khi mà ăn xong là cây rất là mất sức, phục hồi rất nặng. Lý do là trong những loại thuốc này chặn đọt thì nó có những chất ức chế sinh trưởng qua là một số chất gì đó mà nó làm cho cây cái bà con chúng ta khựng lại rồi chậm lại. Thì chính vì vậy cái giai đoạn này là xử lý làm sao phải cho đảm bảo được là bông nè, lá nè, đọt nè. Thì cái giải pháp hiện nay thì bên công ty Kiến Hoàng Thado cũng xin chia sẻ bà con. Thì bây giờ nó ra cái đọt như thế này thì quý bà con chúng ta sẽ đưa cái thuốc ức chế sinh trưởng vô làm cho cái đầu đọt này nó sựng lại, nó không đi nữa. Một cái thứ hai là làm cho cái lá này nó mở ra, nó mở tới đâu nó già tới đó. Thì thời gian thì tầm khoảng 7 đến 10 ngày hai lần phun là nó sẽ già đọt hoàn toàn, là phần xử lý ngoài lá. Thì cái bộ sản phẩm em sẽ chia sẻ với bà con trong cái link ở dưới nó, với bà con nhớ chúng ta quan tâm đến sản phẩm thì chúng ta nhấp vô. Ở đây thì em chia sẻ kỹ thuật cho bà con thôi, sản phẩm phần riêng với bà con. Phần thứ hai là để đảm bảo vấn đề là ra bông kịp tiến độ thì bà con chúng ta tiếp tục chúng ta làm bông ở bên trong, đó là ép phót phân hóa mầm hoa cơm bi xanh để bà con chúng ta phun trong lòng chúng ta tạo mầm hoa. Và đặc biệt rất là quan trọng nữa là phải cái hệ thống nước này nè, nó phải thoát nước cho nó tốt như bà con, động mấy chỗ này nè không được động. Và thêm cái nữa là mương với bà con là chúng ta phải bơm nước ra liên tục để không để cho nước nó động nhiều quá, thì nhiều quá là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình ra bông.